سنبل سنبل سنبل، يلا قوم حبيبي قوم قوم، يلا قوم حبيبي قوم قوم، يلا قوم سنبل. Xin chào anh em, Nam Tử Hán đại trượng phu, đầu đội màn chân đạp chiếu, một lời nói ra là chấp Ninja Lead đuổi cũng không kịp. Như đã hứa ở video trước, hôm nay tôi sẽ cùng anh em đi sâu vào phân tích các trailer của movie Sword Art Online Progressive, từ đó đưa ra cho anh em một giả thuyết để kết nối cả 4 trailer lại. Anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi! Đấy, tí nữa lại quên, anh em nhớ xem video giới thiệu thông tin về SAOP của bọn tôi trước đã nha. Không nhớ lại có ông comment coi video của HD tộc chả hiểu gì cả, là chết tôi đấy. Đầu tiên, tôi sẽ kể sơ lược cho anh em về cốt truyện của phần khúc nhạc trong đêm vắng sao, từ tiểu thuyết gốc, từ đầu đến trường đoạn, nhóm tiên phong đánh boss. Sword Art Online khúc nhạc trong đêm vắng sao, Hoshinaki Yoruna Aria, tên tiếng Anh là Aria A Starless Night, là chương đầu tiên trong số 3 chương của cuốn Progressive 1. Câu chuyện bắt đầu tại thời điểm một tháng kể từ khi SAO bắt đầu, 2.000 người đã chết và tầng đầu tiên vẫn chưa được dọn xong. Trong khi đang đi vào mê cung tầng 1, Kirito bắt gặp một người chơi solo nữ đang overkill một con kobold với kỹ năng linear, một trong số những kỹ năng đầu tiên của dòng liễu kiếm. Overkill là hành động sử dụng một kỹ năng với lượng sát thương vượt qua lượng HP còn lại để kết liễu một con quái vật. Nhận ra sai lầm trên, Kirito nhanh chóng đoán được đối phương là một người lần đầu chơi game online. Trước khi cậu kịp chỉ cho người kia một số điều cần biết về trò chơi, thì người đó đã gạt đi vì lý do quái vật sắp hồi sinh. Nhưng chưa kịp làm gì thì người đó đã gục xuống vì quá mệt mỏi. Thế đến đây anh em lại tưởng Kirito sắp được sơ múi một em gái xinh tươi chứ gì. Đỉnh cao tán gái là phải để gái tự dâng mời mình sơi, chứ ai lại sơi con nhà người ta khi họ đang ngất bao giờ. Người đời lại cười cho. Trở lại vấn đề chính, Kirito đã rất vất vả để có thể đem người kia về khu vực an toàn. Sau khi tỉnh lại, người đó giới thiệu tên là Asuna. Cô nói rằng việc cứu cô lúc đó là một điều không cần thiết. Lát sau, Kirito thông báo cho Asuna về thời gian và địa điểm họp chiến lược đánh boss tầng 1, rồi tạm biệt Asuna. Đến ngày diễn ra cuộc họp, Kirito đến sớm và gặp Asuna khi cô đang ăn bên cạnh đài phun nước. Sau khi cuộc họp kết thúc, Kirito vào một nhóm với Asuna giữ nhiệm vụ xử lý đám tay sai của boss. Trận chiến xảy ra không khác nhiều so với những gì diễn ra trên anime, nên các bạn có thể xem lại sau khi xem và like video này để biết thêm chi tiết. Như vậy, khúc nhạc đêm vắng sao trong tiểu thuyết gốc được kể dưới góc nhìn của Kirito và không có sự xuất hiện của Mito. Vậy những gì có trên trailer khác gì với những gì được kể ra trong tiểu thuyết? Điểm khác biệt đầu tiên, với sự xuất hiện của Mito và việc câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Asuna đã thay đổi hầu hết toàn bộ mạch truyện. Qua 5 trailer đã được giới thiệu ở video trước, chúng ta đã có được một câu chuyện khái quát về hành trình của Asuna và ngay sau đây tôi sẽ sắp xếp và kể lại toàn bộ theo thứ tự thời gian. À, báo trước, dưới đây sẽ là dự đoán của tôi về trình tự xảy ra các sự kiện trong movie sắp tới, có thể sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của các bạn. Vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục. Câu chuyện bắt đầu khi bà Kyoko, mẹ của Asuna, nhận được một số kết quả học tập không tốt từ con gái. Mặc dù giáo viên đã nói là không sao, nhưng có vẻ bà Kyoko vẫn không hài lòng. Song song với việc này, Asuna thường chơi game trong những giờ giải lao với cô bạn Misumi của lớp. Misumi cũng giới thiệu Asuna đến một trò chơi tên là SAO. Có vẻ như Asuna sẽ từ chối lời mời dụ này của Misumi. Nhưng sau đó, khi bắt gặp một phiên bản của SAO trong phòng làm việc của anh trai, Asuna đã tò mò và chơi thử. Sau khi log in vào game, Mito đã nhận ra Asuna và lao đến ôm cô. Chính là cái cảnh mà một người chơi nam với vóc dáng to lớn đang nhảy bổ vào Asuna ấy. Mình khẳng định đây là Mito dựa vào trang phục của người này, trông không khác gì Mito cả đúng không? Sau khi cả hai gặp nhau, họ được Kayaba thông báo về việc sử dụng avatar ngoài đời thực để chơi game và không thể đăng xuất đến khi trò chơi phá đảo. Mito lúc này trở về nguyên dạng, Asuna nhận ra người này chính là Misumi, người bạn của cô ngoài đời thực. Mito nhanh chóng kéo Asuna rời khỏi khu vực an toàn vì cô cũng dự đoán được sớm muộn ở đây cũng sẽ xảy ra hỗn loạn và sau khi sự hỗn loạn lắng xuống, mọi người sẽ đổ xô đi chiến đấu và lượng tài nguyên sẽ nhanh chóng giảm sút. Sau khi đã giúp Asuna mua vũ khí, Mito bằng một cách thần kỳ nào đó đã có được cây hái. Cô cùng Asuna hướng tới ngôi làng Horinka để làm nhiệm vụ lấy thanh kiếm Annual Blade cho Asuna. Trên đường đi, Asuna bị tấn công bởi một con sói. Cô đã hoảng sợ và bị nó cắn đến gần chết. Mito kịp thời giải cứu. Asuna sau đó đã sợ hãi và muốn từ bỏ, nhưng Mito đã khuyên và giúp Asuna lấy lại tinh thần. Cả hai tiếp tục hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trên đường rời làng, cả hai đã lạc nhau và Asuna đụng độ với một con boss khu vực. Con này dễ dàng đánh văng vũ khí của Asuna, Kirito kịp thời lao vào giải cứu. Đoạn còn lại thì do chưa chắc chắn lắm nên tạm thời bỏ qua. Như vậy nội dung trên đây có khả năng sẽ là hành trình của Asuna và Mito trong nửa đầu của movie. Vậy còn khía cạnh cảm xúc, liệu chúng ta có thể đoán được nội dung nào sẽ xảy ra trong movie không? Dễ thấy, với những người đã đọc lại novel, các bạn sẽ biết được sự thay đổi của Asuna trong phần này.
Cô từ một người muốn trốn tránh trò chơi, sợ hãi cái chết, đến một người lao ra chiến trường với suy nghĩ duy nhất là thà chết vì quái vật ngoài kia, còn hơn là chết vì nỗi sợ hãi của chính bản thân. Sau đó cô gặp Kirito, chiến đấu cùng cậu và bắt đầu trân trọng tính mạng và tận hưởng trò chơi. Tôi thì nghĩ nội dung bên trên vẫn sẽ được mô tả lại trong movie sắp tới. Chỉ khác là Asuna sẽ không trốn ở trong phòng trọ mà cô sẽ đi cùng với Mito ngay từ đầu. Và chính Mito sẽ hỗ trợ, giúp đỡ để Asuna có được động lực chiến đấu. Bằng chứng thì anh em có thể nhìn thấy từ trailer thứ tư hoặc những hình ảnh đang hiện trên màn hình. Thế còn về Mito, cảnh duy nhất diễn tả về nội tâm của Mito mà chúng ta được thấy từ trailer đó là cảnh từ trailer 2. Trong cảnh này, chúng ta thấy Mito đang ngồi bó gối trong phòng trọ, khác hẳn với những lời động viên của cô dành cho Asuna. Có vẻ như Mito cũng có những bí mật mà không thể bật mí với người khác. Một số anh em sẽ tò mò về vũ khí mà Mito sử dụng. Ok, anh em muốn thì tôi chiều. Vũ khí của Mito là một cây hái lớn, dài hơn cả Mito. Dễ thấy, vũ khí này tương đồng với thứ mà The Fatal Sai đã sử dụng. Còn Boss đã tiện HP của Kirito và Asuna xuống ngưỡng vàng chỉ với một chiêu duy nhất. Chúng ta cũng đã được thấy hai chiêu trong bộ kỹ năng của vũ khí này. Một là cảnh từ trailer thứ hai, hai là cảnh ở trailer thứ tư. Với chiêu đầu tiên, đó chắc chắn là một liền kiếm kỹ. Và wow, tôi thực sự đã rất bất ngờ khi thấy chiêu thức này xuất hiện. Đây là một chiêu thức rất mạnh mẽ, thậm chí nó còn có thể sánh ngang với Vertical Square, chiêu thức yêu thích nhất của Kirito. Sang chiêu thức thứ hai, đây là một đơn kiếm kỹ, nhưng nó gồm những ba giai đoạn. Một là nhảy lên cao, hai là xoay người giữa không trung, ba là chém theo phương chéo từ trên xuống. Chiêu này cũng rất mạnh mẽ, nó chắc chắn sẽ gây ra một lượng sát thương không hề nhỏ với Boss, có thể bao gồm cả hiệu ứng choáng và để lui. Để mà xét sức mạnh thì tôi nghĩ nó tương đương với Vorpal Strike, chiêu mà Kirito đã dùng để xiên chết Chudekin. Như vậy, hái là một loại vũ khí hai tay, dài, thiên về chiến đấu ở khu vực rộng và có những chiêu thức rất mạnh mẽ. Nhưng Mito đã lấy nó ở đâu? Chịu, tôi chịu. Chúng ta chỉ có cách chờ đến khi movie công chiếu mà thôi. À, tí thì quên, nãy giờ cứ lan man về Asuna với Mito, quên mất Kiden với hai con boss đã xuất hiện. Về Kirito, qua các trailer và trang chủ của movie, chúng ta đã được thấy toàn bộ tạo hình của Kirito. Trang phục này đã quá quen thuộc với những người đọc manga hay tiểu thuyết progressive nên mình sẽ không phân tích gì thêm nữa. Xét về tính cách, những phân cảnh xuất hiện cũng vậy. Nói chung thì chúng ta không có nhiều thứ để mà nói, với những hành động ngầu lòi ấy vẫn có sức mạnh đủ để đánh solo với boss. Về các con boss, chúng ta đã được thấy hai con xuất hiện. Đầu tiên là con boss khu vực xuất hiện trong trailer thứ hai. Con này thì dựa theo màu sắc và bối cảnh thì nhiều khả năng là trấn giữ khu vực bên ngoài khu rừng phía bắc, nơi có nhiệm vụ bí ẩn phương thức rừng sâu mà Mito cùng Asuna sẽ thực hiện. Có vẻ như Kirito cũng làm nhiệm vụ này vì cây kiếm mà Kirito sử dụng trong trận đánh boss tầng 1 chính là phần thưởng của nhiệm vụ đó. Ngoài ra thì mình không đoán được gì thêm vì con boss này cũng chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết. Con boss tầng 1, Yufang chúa tể Kobo, có một sự thay đổi khá đáng kể. Đầu tiên, cái bụng bia từ tiểu thuyết đã được thay thế bằng một cơ bụng 6 múi đầy chất lượng. Điều này khiến cho Yufang trở nên khá đáng sợ. Ngoài ra, vũ khí mà nó sử dụng cũng đã thay đổi. Yufang có hai giai đoạn tấn công, tạm gọi là hai phase. Phase đầu tiên, Yufang sẽ triệu tập 5 con quái nhỏ hồi sinh liên tục để tấn công người chơi. Song song với điều đó, Yufang sẽ sử dụng khiên tròn một tay kết hợp với rìu. Sang phase 2, các bạn sẽ thấy sự khác biệt đầu tiên với cảnh đã có ở anime mùa 1. Đó là việc Yufang sử dụng katana thay vì thanh nodachi. Điều này không bất ngờ với những bạn đã đọc manga hoặc tiểu thuyết progressive. Nhưng nếu các bạn để ý thì thanh katana trong trailer cũng khác với thanh xuất hiện trong manga. Và nếu các bạn còn nhớ thì trong trailer 4, chúng ta có cảnh một đàn kobo cùng lúc lao ra tấn công. Để ý nền đằng sau, khá giống với bối cảnh bên trong căn phòng của con boss tầng 1. Như vậy nếu như suy đoán của tôi là đúng, thì sang phase thứ 2, Yufang không chỉ rút katana ra tấn công, nó sẽ triệu tập thêm rất nhiều những con kobo nhỏ, thay vì chỉ 5 con như phase đầu tiên. Cái cách tấn công này cũng không phải là mới lạ. Trong phần ngoại truyện Hopeful Chan, kể câu chuyện xảy ra trước movie Ordinal Scale, thì chính con boss Feral Water Shift đã sử dụng cách tấn công này, và cũng chính vì nó mà Yuna đã bỏ mạng. À mà nếu anh em nào tò mò về con boss đó thì bọn tôi sắp tới sẽ có video về top các con boss nguy hiểm nhất Enkrat và tất nhiên là cái con Feral kia cũng sẽ xuất hiện. Như vậy Yufang bản thân nó không chỉ mạnh hơn phiên bản từ anime, ngầu hơn phiên bản từ manga mà cũng nguy hiểm hơn tất thảy những con kể trên nữa. Không biết bao nhiêu người sẽ phải tập người mũi đất với con boss này nữa đây. Và đó là tất tần tật những gì mà tôi có thể phân tích, suy luận, dự đoán từ những thông tin có từ trailer, poster và trang chủ của movie lần này. Lẽ dĩ nhiên, có thể một số trong các thông tin kể trên sẽ không chính xác hoàn toàn với movie. Thế nên, anh em nhớ ra rạp coi phim để còn về báo cho bọn tôi biết là cái nào sai, cái nào đúng nha. Video hôm nay thế là hết rồi. Chúng ta sẽ còn khoảng 1 đến 2 video nữa về chủ đề movie progressive của SAO. Rất mong anh em tiếp tục ủng hộ để sếp còn tăng lương cho bọn tôi nữa. Thế nha, bye bye mọi người.